Hôm nay dùng 3CE cho nó màu tự nhiên. Thôi đừng quay vội, tao đã xong đâu. Và hai xin chào bạn, chào mừng các bạn trở lại channel mình là Nấm đây. Và hôm nay chúng ta sẽ review một con chuột cực kỳ đẹp. Và mình nghĩ là con chuột này đẹp nhất trong năm 2018 rồi. Xin giới thiệu ông hoàng của sắc đẹp Razer Mamba Elite. Hình như mình có nhầm ông hoàng nào không nhỉ? Thôi intro nào. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về mức giá nhá. Thì giá của em này đang có bán tại Anphát là 2.349.000. Ngoài ra thì các bạn sẽ được tặng thêm một cái bát chuột trị giá 200k nữa. Link mua hàng sẽ để phía dưới. Bạn nào quan tâm thì có thể click vào đó. Thì video này mình sẽ không có mở hộp, tại vì hộp của chiếc Razer Mamba Elite này nó hơi cùi. Tuy nhiên thì các bạn vẫn sẽ có những cái thông số căn bản như kiểu là sách hướng sử dụng này, hay là cái sticker thôi. Mình đã lấy ra và trải nghiệm thì sticker vẫn chưa dán. Các bạn sẽ có là sticker cho ma nhá. Ngoài ra thì các bạn sẽ được thêm một cả thư cảm ơn. Bên ngoài sẽ có hình con chuột này luôn. Xịn không? Còn lại thì cách đóng gói của nó như lỉnh vậy. Được rồi, đầu tiên chúng ta sẽ bàn luận về mức giá nhá. Với 2.349.000 nghĩa là nó vượt lên trên rất nhiều con chuột kiểu G502 này, G703 này, hay là bla bla bla. Và với giá tiền đó cho một con chuột có dây LED đẹp thì các bạn nghĩ sao? Với đồ Razer ấy thì các bạn sẽ có xu hướng như thế này. Đồ Razer là 100% giá tiền đúng không? Các bạn hãy trừ đi 50% cho vẻ đẹp, còn 50% còn lại các bạn sẽ có là hiệu năng và chất lượng. Nói quá đáng quá lìn. Vậy thì chúng ta sẽ nói đến 50% giá tiền đầu tiên, đó chính là 50% cho vẻ đẹp. Thì phải nói đẹp về lều. Đây theo mình thấy là con chuột đẹp nhất trong năm 2018 rồi. Bởi lẽ nó có một thiết kế cung thái học dành riêng cho những bạn nào thuận tay phải. Cung thái học nghĩa là sao? Nghĩa là dù các bạn có cầm theo kiểu palm whip này, finger hay là bla bla bla, thì một khi mà các bạn đã cầm lên con chuột này, tuy nó có dáng vẻ hơi to thôi, nhưng mà các bạn sẽ dần dần thích nghi được với nó. Đó, tin nổi không? Mình cũng không tin nổi đâu, nhưng mà sau khi sử dụng thì công nhận là mình đã thích nghi dần với nó hơn. Tiếp theo đến việc nó bố trí những cái đề kho rất là đẹp. Các bạn sẽ có như kiểu là những cái ống tản nhiệt nhìn đẹp vế lều. Phần dưới được làm thon gọn lại. Nó hai bên thì các bạn sẽ có đèn LED dài. Úi dồi ôi, phải công nhận rằng Razer làm hàng mã thì đẹp thật. Phần dây của The Mamba Elite này thì được bọc dù. Cái này thì nó là siêu phẩm rồi. Và phần đầu thì chúng ta sẽ không được mạ vàng. Đấy, thế là nếu mà chuột hỏng thì cũng không cắt được đầu USB đi bán rồi. Chiếc Razer Mamba Elite này nhìn có vẻ đơn giản vậy thôi, nhưng mà bên trong nó có tận 9 nút cho các bạn tha hồ điều chỉnh. Macro các bạn thích gán kiểu gì thì gán. Nhưng mà có một điểm mình không thích, đó chính là cái phần quận con lăn này. Tuy là các bạn sẽ được gắn macro cho hai phần nút lăn bên trái phải, nhưng mà cái nút lăn ở giữa làm mình hơi khó chịu, tại vì nó nhẹ quá. Đôi khi kéo xuống ta phải bấm nhầm. Đấy là một điều mà mình hơi khó chịu nhẹ. Ở mặt dưới chúng ta sẽ có một cái mắt đọc Optical 5G có thể lên đến 16.000 dpi. Switch em nó sử dụng thì là Switch do Razer tự tay sản xuất, và nó có thể chịu được 50 triệu lần nhấn. Thôi rồi, cái này thì chúng ta sẽ kiểm chứng qua thời gian. Bởi vì đồ Razer thì theo mình thấy thì các bạn sẽ phải theo thời gian thì mới biết được. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một nút profile để mà các bạn lưu cái dữ liệu chuột của mình. Đấy, như kiểu các bạn lưu macro này, lưu đèn LED này. Trong Razer Sign App thì các bạn chỉ cần ấn vào đây, chuyển cái là các bạn có thể sử dụng cái chế độ lưu của mình. Bởi vì mỗi khi các bạn chơi game ấy, việc thao tác trên chuột nó cũng khá là nhiều. Chúng ta không chỉ còn thao tác trên phím nữa, mà việc gắn ghép macro vào trong một con chuột ấy, nghĩa là việc mà chúng ta sẽ nên làm nhiều hơn. Tại vì nó sẽ kiểu nhanh hơn, kiểu chuyên nghiệp hơn, các thứ. Còn trải nghiệm khi di chuột của mình thì sao? Trải nghiệm khi di chuột của mình thì phải nói rằng đây là một con chuột có thiết kế cung thái học. Vì vậy thì cho dù mình có cầm theo kiểu nào ấy nữa thì nó cũng hợp. Cá nhân mình là một thằng tay to, thế là mình hay thường kiểu palm grip ấy, nghĩa là cầm ôm trọn con chuột luôn. Thì con chuột này đáp ứng rất tốt ở điều đó cho với mình. Đấy, bản thân mình là cầm được. Bởi vì chuột của Razer thì nó hướng đến cái gì đó rất là dễ cầm, rất là thân thiện. Nhưng sau một thời gian nó tã xuống thì cũng chưa biết được đâu. Tuy nhiên thì LED của nó rất là đẹp. Để mình demo một số LED cho các bạn xem nhé. Khuyên các bạn rằng bất kỳ loại chuột nào, bất kỳ các bạn muốn mua chuột nào thì các bạn hãy nên đến cửa hàng và trải nghiệm nó. Thì tại Anphát sẽ cho các bạn trải nghiệm free những cái đó. Bởi vì chuột nó là một thứ mà các bạn cầm trên tay. Nó không phải là kiểu cấu hình chuột nó phải 18.000 dpi, 20.000 dpi hay là Switch bấm bất tử. Không. Nếu các bạn mua chuột thì các bạn hãy nên chú ý cho mình rằng việc cầm nắm chuột ra sao.
Nếu như bạn mua những con chuột kiểu có thiết kế công thái học ấy thì việc nó cầm trên tay nó sẽ rất là ổn. Chứ nếu như các bạn có những cái kiểu cầm dị hoặc là đã quen cầm con chuột cũ ấy thì tốt nhất hãy nên đến những cái showroom để mà trải nghiệm thử. Nếu bạn nào ở Hà Nội có thể đến Alphard nhé. Và để chốt lại thì trong tầm giá 2.349.000 thì mình phải nói rằng con chuột này nó rất là đẹp. Nó đẹp hơn tất cả những con chuột mà mình từng thấy trên thị trường vào thời điểm hiện tại. Nói nghe hơi ác nhưng mà công nhận trong tầm giá thì nó đẹp thật. Tuy nhiên thì nó đẹp quá, nó cũng giống như kiểu một người phụ nữ ấy. Đẹp đến mấy thì cũng phải đến thời thôi, thì nó cũng sẽ đến lúc tàn tã. Để đánh giá đồ Razer chúng ta không phải đánh giá qua những cái ngày nó mới sản xuất, đánh giá qua những cái ngày mà nó mới sử dụng đâu, mà các bạn sẽ đánh giá qua những năm tháng, kiểu 1-2 năm nữa thì mình sẽ có video là Razer Mumbai Elite dường như rồi chẳng hạn. Thì các bạn nghĩ sao về con chuột này? Hãy cho mình biết ở phần comment phía dưới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Thì mỗi video thì mình sẽ có những cái thử thách nhỏ nhỏ thôi. 1.500 like thì review cái đèn đằng sau mình nhé.